Xin chào các em học sinh lớp 7 của trường Trung học Cơ sở Hậu Giang. Hôm nay cô trò chúng ta lại được gặp nhau qua tiết học ngữ văn. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào phần củng cố kiến thức tiết học trước. Tiết trước chúng ta đã học bài tiếng Việt thêm trạng ngữ cho con. Cùng điểm lại với cô những kiến thức cơ bản trong bài này. Về ý nghĩa, trạng ngữ thêm vào câu để xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, cách thức diễn ra sự việc nêu trong câu. Về hình thức, trạng ngữ có thể đứng ở đầu câu, cuối câu hoặc giữa câu. Đặc biệt, giữa trạng ngữ với nòng cốt câu thường có quản nghị khi nói hoặc dấu phẩy khi viết. Về công dụng, trạng ngữ có hai công dụng. Là xác định hoàn cảnh, điều kiện diễn ra sự việc nêu trong câu. Nối kết các câu, các đoạn lại với nhau. Đây là những kiến thức cơ bản trong bài thêm trạng ngữ cho câu các em cần phải nắm vững để chúng ta có thể vận dụng, làm tốt các bài tập. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào phần sửa bài tập của tiết trước. Tiết học trước, chúng ta có một bài tập về nhà, đó là viết một đoạn văn ngắn từ 6 đến 8 câu, nội dung về gia đình hoặc trường lớp, trong đó có sử dụng ít nhất hai trạng ngữ khác nhau. Xác định và nêu ý nghĩa của hai trạng ngữ đó. Nhìn chung, đây là một cái đề bài vừa sức với các em. Chủ đề thì quen thuộc và gần gũi. Nhưng lưu ý rằng chúng ta phải sử dụng ít nhất hai loại trạng ngữ khác nhau sao cho nó phù hợp với đoạn văn. Với đề bài này, chúng ta cần phải đáp ứng những yêu cầu sau đây. Về hình thức thì đoạn văn cần phải có mở đoạn, khai triển đoạn, kết đoạn. Đặc biệt, bài viết không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp và tuyệt đối không được tách đoạn. Về mặt nội dung thì đoạn văn cần viết đúng chủ đề yêu cầu, đó là về gia đình hoặc trường lớp. Trong đó phải sử dụng ít nhất hai loại trạng ngữ khác nhau. Đây là những yêu cầu cơ bản chúng ta cần phải đáp ứng để hoàn thành tốt cái đề bài này. Sau đây các em cùng quan sát với cô một đoạn văn mẫu. Cùng đọc với cô. Trường học luôn là mái nhà thứ hai của mỗi con người. Tại đây, chúng ta được truyền đạt biết bao kiến thức mới lạ, bổ ích. Để rèn luyện đạo đức cho ta, trường học còn dạy ta bao điều hay lẽ phải, giúp ta biết phân biệt, tốt, xấu, đúng, sai. Không những thế, đây còn là nơi ta gặp gỡ thầy cô, bạn bè, lưu giữ biết bao kỷ niệm tuyệt vời. Có thể nói, trường học có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi chúng ta. Chính vì vậy, chúng ta hãy ra sức học tập thật tốt để thành công trong cuộc sống. Đoạn văn này viết theo chủ đề là trường lớp. Nào, hãy cùng với cô tìm những trạng ngữ có trong đoạn văn. Chúng ta có trạng ngữ tại đây. Trạng ngữ chỉ nơi chốn đặt ở đầu câu. Trạng ngữ nữa là để rèn luyện đạo đức cho ta. Cũng là trạng ngữ được đặt ở đầu câu nhưng là chỉ mục đích. Cô hy vọng rằng thông qua cái đoạn văn mẫu này, các em đã biết cách viết đoạn văn có sử dụng trạng ngữ một cách chính xác và hợp lý nhất. Tiếp theo, cô trò chúng ta sẽ đi vào bài học của ngày hôm nay. Các em à, chúng ta đã được học những án văn chương như cổ tích, ca dao, thơ, truyện, v.v. Chúng ta đến với văn chương một cách thật hồn nhiên theo sự rung động của tình cảm. Nhưng mấy ai đã suy ngẫm về ý nghĩa của văn chương đối với bản thân ta cũng như với mọi người. Vậy văn chương có ý nghĩa gì? Đọc văn chương chúng ta thu lượm được những gì? Muốn giải đáp những câu hỏi mang tính lý luận sâu rộng rất thú vị ấy, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua văn bản Ý nghĩa văn chương của tác giả Hoài Thanh, một nhà phê bình văn học xuất sắc. Tiếp theo, các em mở sách giáo khoa trang 60 và 61 ra để chúng ta theo dõi văn bản ý nghĩa văn chương. Rất là quen thuộc rồi phải không các em? Với những cái like, có quyển tập và cây bút, chúng ta chủ động viết bài nhé. Đầu tiên chúng ta đi vào phần 1 La Mã, đọc hiểu chú thích. Chúng ta tìm hiểu về tác giả. Như cô đã giới thiệu, tác giả của văn bản ý nghĩa văn chương là Hoài Thanh. Hoài Thanh sinh năm 1909, mất năm 1982, quê ở làng Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông là nhà phê bình văn học xuất sắc. Tác phẩm nổi bật nhất của Hoài Thanh không phải là một bài thơ,
không phải là một truyện ngắn mà là một tập sách phê bình văn học có nhan đề là Thi nhân Việt Nam. Có thể nói Hoài Thanh là cây đại thụ trong nền phê bình văn học nước nhà. Chính vì vậy, vào năm 2000, ông đã được nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Cô cũng giới thiệu đến các em tác phẩm Thi nhân Việt Nam. Đây là một hợp tuyển thơ đầu tiên của thời kỳ thơ mới, ghi nhận lại những tên tuổi nhà thơ như Xuân Diệu, Huy Cận, Thế Lữ và những bài thơ có giá trị trong khoảng năm 1932 đến năm 1941. Tác phẩm này được viết năm 1941, hoàn thành năm 1942, in lần đầu năm 1942 và cho đến nay tác phẩm này đã được tái bản rất nhiều lần. Các em ghi cho cô vài nét về tác giả Hoài Thanh. Nhà phê bình văn học xuất sắc. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về tác phẩm. Chúng ta tìm hiểu về xuất xứ. Văn bản ý nghĩa văn chương trích trong Văn chương và hành động năm 1936. Ý nghĩa văn chương thuộc kiểu bài nghị luận chứng minh. Chính vì vậy, phương thức biểu đạt chính của văn bản là nghị luận. Ý nghĩa văn chương là một tác phẩm phê bình văn học. Chính vì vậy, trong văn bản, tác giả Hoài Thanh sử dụng một số từ mới lạ. Cho nên, nếu như chúng ta có thể hiểu được những cái từ khó này, sẽ rất dễ trong việc nắm bắt nội dung của văn bản. Sau đây, cô trò chúng ta đi vào phần giải nghĩa từ khó. Cốt yếu là chính và quan trọng nhất. Muôn hình vạn trạng, phong phú về hình thức và trạng thái. Vị tha, có tinh thần chăm lo một cách vô tư đến lợi ích của người khác, có thể vì người khác mà hy sinh lợi ích cá nhân của mình. Cặm cụi, chỉ sự chăm chú và mãi miết làm việc gì. Đặc biệt, trong văn bản này, cô lưu ý với các em ở từ văn chương. Văn chương nếu hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm cả triết học, chính trị, sử học, văn học, v.v. Hiểu theo nghĩa hẹp là các tác phẩm văn học, nghệ thuật ngôn từ. Hiểu theo nghĩa hẹp hơn, tính nghệ thuật hay vẻ đẹp của lời văn. Và ở đây, trong văn bản này, chúng ta sẽ tìm hiểu văn chương theo cái nghĩa hẹp là các tác phẩm văn học, nghệ thuật ngôn từ. Và với nhan đề là ý nghĩa văn chương, nghĩa là cô trò chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhiệm vụ, công dụng của các tác phẩm văn học đối với đời sống của con người. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về bố cục của văn bản. Văn bản ý nghĩa văn chương mặc dù đã lược bỏ đi một số đoạn, nhưng nhìn chung hệ thống luận điểm của tác giả rất là rõ ràng. Chúng ta có thể chia thành bố cục 3 phần. Phần 1 là từ đầu đến muôn loài, nói về nguồn gốc cốt yếu của văn chương. Phần 2 là từ văn chương cho đến quá đáng, nói lên nhiệm vụ và công dụng của văn chương. Phần 3, đoạn còn lại, là khẳng định giá trị của văn chương. Các em có thể đánh dấu vào trong sách giáo khoa để chúng ta có thể dễ theo dõi văn bản. Đoạn 1 và đoạn 2 là nói về nguồn gốc của văn chương. Đoạn 3 nói về nhiệm vụ của văn chương. Đoạn 4, 5, 6, 7 nói về công dụng của văn chương. Và đoạn cuối cùng khẳng định giá trị của văn chương. Nhớ đánh dấu vào trong sách giáo khoa nhé các em. Tiếp theo chúng ta đi vào phần 2 la mã, đọc hiểu văn bản. Chúng ta sẽ đi vào phần 1 nhỏ, nguồn gốc của văn chương. Mở sách giáo khoa trang 60 ra, cùng đọc với cô hai đoạn đầu của văn bản. Người ta kể chuyện đời xưa, một nhà thi sĩ Ấn Độ trông thấy một con chim bị thương rơi xuống bên chân mình. Thi sĩ thương hại quá, khóc nức lên. Quả tim cùng hòa nhịp với sự run rẩy của con chim sắp chết. Tiếng khóc ấy, nhịp đau thương ấy chính là nguồn gốc của thi ca. Câu chuyện có lẽ chỉ là một câu chuyện hoang đường, song không phải không có ý nghĩa. Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và rộng ra thương cả muôn vật, muôn loài. Quan sát câu chuyện được tác giả kể trong phần đầu của văn bản, hãy cho cô biết vì sao nhà thi sĩ Ấn Độ lại khóc. Bởi vì
trông thấy một con chim bị thương rơi xuống bên chân mình. Thương hại quá, khóc nức lên, quả tim cùng hòa nhịp với sự run rẩy của con chim sắp chết. Như vậy, ở đoạn đầu của văn bản, tác giả Hoài Thanh đã kể một câu chuyện về con chim bị thương sắp chết, và tưởng chừng như câu chuyện ấy không hề liên quan đến cuộc sống của nhà thi sĩ Ấn Độ. Thế nhưng, bằng trái tim, giàu lòng yêu thương, nhà thi sĩ Ấn Độ không tránh khỏi niềm xúc động. Nhà thi sĩ Ấn Độ dường như đang đồng cảm với nỗi đau của con chim sắp chết. Và từ cái câu chuyện đó, tác giả Hoài Thanh đã đúc kết cho chúng ta nguồn gốc cốt yếu của văn chương là gì vậy các em? Là lòng thương người và rộng ra thương cả muôn vật, muôn loài. Các em à, những nhà thi sĩ là những người có trái tim dễ dàng rung cảm với vạn vật trên đời. Họ vui với niềm vui của người khác. Họ cũng có thể rơi nước mắt khi thấy người khác rơi vào cái hoàn cảnh khó khăn, khốn cùng. Và ở đây các em thấy cách vào bài của tác giả Hoài Thanh đầy cuốn hút, đầy bất ngờ với một cái cách lập luận rất chặt chẽ. Cùng phân tích với cô cách lập luận của tác giả Hoài Thanh trong phần đầu này. Đầu tiên, tác giả đưa ra một dẫn chứng về con chim sắp chết, thi sĩ thương hại khóc nức lên. Tiếp theo là một lý lẽ, tiếng khóc ấy, dịp đau thương ấy chính là nguồn gốc của thi ca. Một lý lẽ tiếp theo, câu chuyện có lẽ chỉ là một câu chuyện hoang đường, song không phải không có ý nghĩa. Và cuối cùng rút ra một cái luận điểm cơ sở. Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và rộng ra thương cả muôn vật, muôn loài. Như vậy, ở đây, tác giả Hoài Thanh đã lập luận bằng cách đưa ra các dẫn chứng, lý lẽ để từ đó đúc kết ra luận điểm cơ sở. Cách lập luận như vậy cô gọi là lập luận theo lối quy nạp. Các em cần phải lưu ý nhé. Trở về với nội dung ở phần đầu. Theo Hoài Thanh thì nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và rộng ra là thương cả muôn vật, muôn loài. Thế nhưng cũng có ý kiến lại cho rằng quan niệm về nguồn gốc văn chương của Hoài Thanh là chưa đầy đủ. Em có đồng ý không? Vì sao? Và sau đây, cô chờ chúng ta cùng nhau đi vào tìm hiểu xem văn chương còn có những nguồn gốc nào nữa nhé. Hãy cùng quan sát với cô hai ví dụ. Những bài ca dao quen thuộc từ thuở ấu thơ chúng ta đã từng nghe. Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta. Hay là cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Đầu chương trình ngữ văn 7 học kỳ 2 chúng ta đã học về tục ngữ thiên nhiên và lao động sản xuất. Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền, nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Vậy, thông qua hai ví dụ này, các em hãy cho cô biết văn chương có nguồn gốc từ đâu? À, từ cuộc sống lao động. Tiếp tục nào. Ca dao than thân, thân em như trái bừng trôi, gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu, thương cho thân phận những người phụ nữ trong xã hội cũ. Một kiệt tác văn học của Nguyễn Dung, đó là Truyện Kiều. Đau đớn thay phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung. Tác phẩm này được viết nên xuất phát từ tình yêu thương, và cụ thể hơn đó là yêu thương con người. Vậy cho cô biết văn chương còn có nguồn gốc từ đâu vậy các em? Từ lòng thương, từ số phận con người. Có thể nói quan niệm này gần giống với quan niệm của tác giả Hoài Thanh. À, một tác phẩm rất là quen thuộc chúng ta đã học ở ngữ văn lớp 6. Đó là văn bản Thánh Giống. Thánh Giống kể về một cậu bé lên 3 với cái vương vai thần kỳ trở thành một tráng sĩ, tay cầm roi sắt, cưỡi ngựa sắt, đánh tan giặc Ân. Như vậy văn chương còn có nguồn gốc từ đâu vậy các em? Từ thực tế đấu tranh bảo vệ tổ quốc, chống giặc ngoại xâm. Rộng ra đó là từ lòng yêu nước. Tiếp tục, chúng ta cũng bắt gặp những trò chơi dân gian và những lễ hội được thể hiện qua những bài thơ, những bài đồng dao được lưu truyền cho đến ngày nay. Như vậy văn chương còn bắt nguồn từ đời sống văn hóa, lễ hội, trò chơi, v.v.
Như vậy, với quan niệm của Hoài Thanh, nguồn gốc cốt yếu của văn chương là tình thương người và rộng ra là thương cảm muôn vật, muôn loài là một quan niệm đúng đắn, cơ bản. Thế nhưng, chúng ta còn có những cái quan niệm khác về nguồn gốc của văn chương. Tuy nhiên, ở đây cô muốn nhấn mạnh với các em rằng, các quan niệm này tuy khác nhau nhưng không loại trừ nhau. Ngược lại, chúng bổ sung cho nhau về mặt ý nghĩa. Các em ghi cho cô vài ý ở phần nguồn gốc của văn chương. Là lòng thương người và rộng ra là thương cảm muôn vật, muôn loài. Lập luận theo lối quy nạp, một quan niệm cơ bản đúng đắn. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu nhiệm vụ và công dụng của văn chương. Chúng ta tìm hiểu về nhiệm vụ của văn chương trước. Các em nhìn vào đoạn 3 sách giáo khoa trang 60. Văn chương sẽ là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng. Chẳng những thế, văn chương còn sáng tạo ra sự sống. Theo Hoài Thanh, văn chương có những nhiệm vụ nào vậy các em? Hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng. Còn gì nữa? Sáng tạo ra sự sống. Như vậy, theo Hoài Thanh, văn chương có hai nhiệm vụ là hình dung của sự sống và sáng tạo ra sự sống. Tiếp theo, cô trò chúng ta sẽ lần lượt đi vào phân tích nhiệm vụ của văn chương. Chúng ta đi vào phân tích nhiệm vụ đầu tiên là hình dung của sự sống. Chúng ta phải hiểu hình dung của sự sống là gì. Có nghĩa là văn chương góp phần phản ánh cuộc sống phong phú, đa dạng của chúng ta. Cùng phân tích với cô một số ví dụ nhé. Hai bài thơ rất là quen thuộc chúng ta đã học ở học kỳ 1, Nam Quốc Sơn Hà. Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đặng hành khang thủ bại hư, bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc ta. Hay bài phò giá về kinh của Trần Quang Khải, đoạt sáo chương dương độ, cầm hồ hàm tử quang, thái bình tu trí lực, vạn cổ thử gian sang, quốc khải hoàng ca của dân tộc ta đời nhà Trần. Vậy thông qua hai tác phẩm này, hãy cho cô biết văn chương phản ánh điều gì vậy các em? Phản ánh công cuộc dựng nước và giữ nước. Tiếp tục quan sát cho cô các ví dụ sau đây. Đứng trước cảnh trời, mây, non nước với nỗi niềm nhớ nước thương nhà, nữ sĩ tài danh Bà Huyện Thanh Quan mới sáng tác ra bài thơ Qua Đèo Ngang. Hay trong văn bản nghị luận chúng ta vừa học, tinh thần yêu nước của nhân dân ta, Bác Hồ đã khẳng định, dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là một truyền thống quý báu của ta. Hoặc như những bài ca dao về tình yêu quê hương đất nước con người, bộc lộ rõ ràng niềm tự hào của mình về quê hương đất nước. Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng mênh mông bát ngát, đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng bát ngát mênh mông, thân em như chẹn lúa đồng đồng vấp vơ dưới ngọn nắng hồng ban mai. Vậy hãy cho cô biết văn chương phản ánh điều gì các em? Phản ánh được tình yêu quê hương đất nước. Những cái tác phẩm rất là quen thuộc với chúng ta. Một bài thơ rất là dễ thương, Tiếng Gà Trưa của Xuân Quỳnh. Cháu chiến đấu hôm nay vì lòng yêu tổ quốc, vì xóm làng thân thuộc, bà ơi cũng vì bà, vì tiếng gà cục tác, ổ trứng hồng tuổi thơ. Ôi tình bà cháu mới, thiêng liêng cao quý làm sao. Hay trong văn bản Cuộc Chia Tay của Những Con Búp Bê, chúng chứng kiến cảnh Thành và Thủy chia tay, chúng ta mới thấm thía được giá trị của hai tiếng gia đình. Những câu ca dao về tình cảm gia đình, con cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, hay là ngói lên nụt lạc mái nhà, bao nhiêu nụt lạc nhớ ông bà bấy nhiêu. Vậy văn chương phản ánh điều gì vậy các em? Phản ánh tình cảm gia đình. Tiếp tục quan sát ví dụ cho cô. Ca dao than thân, thân em như trái bần trôi, gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu. Hay bài thơ Bánh Trôi Nước nổi tiếng của Hồ Xuân Hương, thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặt dầu tay kẻ nặng, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Hay là một kiệt tác,
Văn học truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du, tất cả các tác phẩm này viết ra nhằm để thể hiện sự thương xót cho thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ. Như vậy, văn chương góp phần phản ánh điều gì? Phản ánh cuộc đời, số phận của con người. Như vậy, rõ ràng, qua các ví dụ chúng ta vừa tìm hiểu, chúng ta đã thấy rõ, văn chương đã phản ánh cuộc sống phong phú, đa dạng, muôn hình, vạn trạng. Tiếp theo, chúng ta đi vào nhiệm vụ thứ hai của văn chương, đó là sáng tạo ra sự sống. Sáng tạo ra sự sống, nếu hiểu một cách đơn giản nhất, là các tác giả đã xây dựng thế giới loài vật thành một cái thế giới giống như là con người, rất là sinh động và hấp dẫn. Thì ở đây chúng ta đã được học qua văn bản bài học đường đời đầu tiên trích trong Giấy mèn phiêu lưu ký của tác giả Tô Hoài là một trong những dẫn chứng tiêu biểu. Nhưng nói về sáng tạo ra sự sống, các em cần phải hiểu một cách sâu và rộng hơn nữa. Đó là cuộc sống ấy có thể không có, chưa có trong hiện tại, nhưng có thể có trong tưởng tượng hoặc sẽ có trong tương lai để con người cùng nhau phấn đấu. Tìm hiểu với cô qua một số ví dụ. Những truyện cổ tích như Tấm Cám, Thạch Xanh hay Cây Bút Thần được viết ra để phản ánh ước mơ, công lý, cải tạo hiện thực xã hội, sự công bằng cho người lao động của người xưa. Tác phẩm truyện tranh quen thuộc mà chúng ta đã đọc từ thuở ấu thơ Doraemon, hay là cái ví dụ kế bên các em có nhận ra hay không, đó là văn bản Sơn Tinh, Thủy Tinh. Thì qua các tác phẩm này đã phản ánh cuộc sống trong tưởng tượng của con người. Cuộc sống này không có trong thực tế nhưng là mơ ước, khát vọng của con người để con người cùng nhau phấn đấu. Cô sẽ giải thích cụ thể hơn. Ví dụ như là trong truyện tranh Doraemon thì các em thấy các món đồ trong truyện Doraemon, nhiều món đồ đã trở thành hiện thực. Cô lấy ví dụ như xe tự động lái, máy định vị, vân vân. Còn trong văn bản Sơn Tinh Thủy Tinh thể hiện cái khao khát chinh phục tự nhiên của ông cha ta thông qua việc Sơn Tinh đã chặn đứng dòng lũ do thủy tinh gây ra, thì con người đã biết đắp đê ngăn lũ, sau này còn biết dựa vào sức nước để phát triển thủy điện. Như vậy, thông qua các ví dụ, các em đã có thể hình dung ra được thế nào sáng tạo ra sự sống. Các em ghi cho cô vài nét chính trong phần nhiệm vụ của văn chương. Là hình dung của sự sống, sáng tạo ra sự sống, văn chương phản ánh cuộc sống và xây dựng bức tranh cuộc sống lý tưởng. Tiếp theo chúng ta đi vào phần B, công dụng của văn chương. Cùng đọc với cô ba đoạn văn tiếp theo. Vậy thì, hoặc hình dung sự sống, hoặc sáng tạo ra sự sống, nguồn gốc của văn chương đều là tình cảm, là lòng vị tha, và vì thế, công dụng của văn chương cũng là giúp cho tình cảm và gợi lòng vị tha. Một người hàng ngày chỉ cặm cụi lo lắng vì mình, thế mà khi xem truyện hay ngâm thơ, có thể vui, buồn, mừng, giận cùng những người ở đâu đâu, vì những chuyện ở đâu đâu, há chẳng phải là cái chứng cớ cho cái mãnh lực lạ lùng của văn chương hay sao? Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có. Cuộc đời phù phiếm và chật hẹp của cá nhân vì văn chương mà trở nên thâm trầm và rộng rãi đến trăm nghìn lần. Nhìn vào ba đoạn chúng ta vừa đọc, hãy cho cô biết, theo Hoài Thanh, công dụng của văn chương là gì? Là giúp cho tình cảm và gợi lòng vị tha. Còn gì nữa không các em? Văn chương còn có công dụng là gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có. Cùng đi vào phân tích các công dụng của văn chương. Công dụng đầu tiên, giúp cho tình cảm và gợi lòng vị tha, nghĩa là văn chương góp phần bồi đắp tâm hồn con người, giúp hoàn thiện nhân cách và khiến con người sống vị tha hơn. Đọc bài thơ Tỉnh Dạ Tứ của tác giả Lý Bạch, chúng ta đồng cảm với nỗi nhớ quê của một người con xa xứ, luôn nặng lòng với quê hương trong một đêm trăng thanh tĩnh.
Đọc văn bản cô bé bán diêm của nhà văn Andersen, chắc chắn các em sẽ không tránh khỏi cái sự xúc động khi chứng kiến cái chết thương tâm vì đói và rét của cô bé trong đêm giao thừa, để từ đó chúng ta có sự đồng cảm, có sự chia sẻ với những kiếp người bất hạnh trong xã hội. Vậy rõ ràng nhờ các tác phẩm văn chương mà con người đã biết đồng cảm, biết sẻ chia với những nhân vật, với những số phận khác nhau. Chúng ta biết đau những nỗi đau của người khác. Văn chương còn gây cho ta những tình cảm ta không có. Nghĩa là đó là những tình cảm đẹp mà trước khi thưởng thức một tác phẩm văn chương ta chưa có. Đọc bài thơ Bánh trôi nước của tác giả Hồ Xuân Hương, hay là những câu ca dao mô típ là thân em như tấm lụa đào phất phơ giữa chợ, biết vào tay ai, chúng ta có thể thương xót cho thân phận những người phụ nữ trong xã hội cũ. Họ bị rẻ rúng, họ bị coi thường, họ không định đoạt được cuộc đời của mình. Càng thương xót họ bao nhiêu, chúng ta càng căm ghét cái xã hội phong kiến bất công đã kìm kẹp những người phụ nữ. Hay đọc văn bản Cô Tô của tác giả Nguyễn Tuân, chúng ta thêm yêu mến một vùng biển đảo của quê hương và càng thêm kính trọng những người ngư dân lao động giữ vững chủ quyền cho quê hương đất nước. Văn chương còn luyện cho ta những tình cảm ta sẵn có. Đó là những tình cảm đẹp mà con người đã có sẵn, nay được văn chương bồi dưỡng làm cho phong phú và sâu sắc hơn. Vậy những tình cảm nào mà chúng ta đã sẵn có vậy các em? Đó là tình cảm gia đình. Đọc những bài ca dao về tình cảm gia đình, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Chúng ta càng khắc ghi công lao to lớn như trời biển của cha mẹ, và đồng thời còn nhắc nhở chúng ta về bổn phận làm con là phải hiếu thảo với cha mẹ. Đọc bài thơ Tiếng Gà Trưa của tác giả Xuân Quỳnh, chúng ta xúc động trước tình bà cháu thiêng liêng, tình bà cháu đã khắc sâu thêm tình yêu quê hương đất nước. Đọc văn bản Cuộc Chia Tay của Những Con Búp Bê thì rõ ràng các em thấy mong ước của hai anh em Thành và Thủy cũng là ước mong của biết bao nhiêu con người. Mong ước rằng hạnh phúc gia đình sẽ tồn tại mãi mãi để những đứa trẻ sẽ không bao giờ bị bỏ lại phía sau. Trong văn bản, tác giả Hoài Thanh có đoạn viết như sau. Có kẻ nói, từ khi các thi sĩ ca tụng cảnh núi non hoa cỏ trông mới đẹp, từ khi có người lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chảy làm đề ngâm vịnh, tiếng chim, tiếng suối nghe mới hay, lời ấy tưởng không có gì là quá đáng. Các em có nhận xét gì về đoạn văn mà tác giả Hoài Thanh đã viết? Rõ ràng ở đây các em thấy đây là một nhận xét hết sức thuyết phục. Bởi vì thiên nhiên nói chung và vạn vật nói riêng chỉ đẹp khi đặt trong suy nghĩ, đặt trong cảm xúc của con người. Hai bài thơ nổi tiếng của Bác Hồ, Rằm Tháng Giêng và Cảnh Khuya, các em thấy rất rõ, cũng là tiếng suối, cũng là ánh trăng, nhưng khi đi vào trong thơ Bác, nó bỗng trở nên đẹp hơn, lung linh hơn, rực rỡ hơn. Như vậy rõ ràng, những sự vật bình dị khi đi vào trong thơ, nó bỗng trở nên đẹp hơn, lung linh hơn. Văn chương giúp con người cảm nhận sâu sắc được vẻ đẹp của cuộc sống. Tiếp theo, cô trò chúng ta cùng đi vào phân tích lập luận của tác giả trong đoạn này nhé. Đầu tiên, tác giả đã đưa ra một cái luận điểm. Đó là công dụng của văn chương cũng là giúp cho tình cảm và gợi lòng vị tha. Tiếp theo là đưa ra một dẫn chứng về một người hàng ngày chỉ cầm củi lo lắng vì mình. Thế mà khi xem truyện hay ngâm thơ, có thể vui, buồn, mừng, giận cùng những người ở đâu đâu. Một lý lẽ, văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có. Và đưa ra tiếp tục một dẫn chứng. Có kẻ nói, từ khi các thi sĩ ca tụng cảnh núi non hoa cỏ trông mới đẹp. Như vậy,
Hãy nhìn vào cách lập luận của tác giả Hoài Thanh. Tác giả đã rút ra luận điểm, rồi sau đó đưa ra những dẫn chứng và lý lẽ để chứng minh, làm sáng tỏ luận điểm trên. Cách lập luận như vậy cô gọi là lập luận theo lối diễn dịch. Các em cần phải phân biệt rõ lập luận theo lối diễn dịch với lập luận theo lối quy nạp mà chúng ta vừa phân tích ở phần đầu. Các em ghi cho cô vài ý ở phần B. Công dụng của văn chương là giúp cho tình cảm và gợi lòng vị tha, gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có. Lập luận theo lối diễn dịch, văn chương bồi đắp tình cảm, làm cho tâm hồn con người phong phú hơn. Và cuối cùng chúng ta sẽ đi vào phần ba nhỏ, giá trị của văn chương. Tất cả nhìn vào đoạn cuối của văn bản cho cô. Nếu trong pho lịch sử loài người xóa đi các thi nhân, văn nhân và đồng thời trong tâm linh loài người xóa hết những dấu vết còn lưu lại thì cái cảnh tượng nghèo nàn sẽ đến bực nào? Các em nhìn vào đoạn cuối để xem cho cô cách lập luận của tác giả. Ở đây chỉ có một câu văn nhưng tác giả đã lập luận rất hay. Lập luận bằng câu nghi vấn theo lối giả định, kết thúc bằng dấu chấm than. Và lưu ý cho cô, tác giả đã sử dụng cặp quan hệ từ, đó là nếu thì nêu lên một giả thiết và kết quả. Vậy qua đoạn cuối này, tác giả Hoài Thanh muốn đúc kết cho chúng ta điều gì? Rõ ràng các em thấy những thứ bình thường khi đi vào văn chương nó bỗng trở nên đẹp hơn và các thi nhân, văn nhân đang góp phần làm giàu thêm cho lịch sử nhân loại. Lưu ý cho cô ở đây với từ nghèo nàn. Nghèo nàn không phải là sự thiếu thốn về mặt vật chất. Các em nên hiểu đó là sự nghèo nàn về tinh thần, tình cảm của con người. Thế giới và cuộc đời thật nghèo nàn và thực dụng biết chừng nào nếu như không có các nhà văn, không còn văn chương. Thiếu văn chương, con người không thể đói, không thể khát, càng không thể chết, nhưng thật vô vị và trống rỗng. Có thể nói văn chương là một cái món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống con người. Chính vì vậy, qua đoạn cuối này, tác giả Hoài Thanh muốn khẳng định vai trò, ý nghĩa kỳ diệu của văn chương, khẳng định vai trò quan trọng của văn nghệ sĩ trong đời sống và một bức thông điệp cho tất cả độc giả chúng ta là hãy trân trọng, yêu mến văn nghệ sĩ và các tác phẩm có giá trị của họ vì chính họ đang làm đẹp thêm cho tâm hồn của con người. Các em ghi cho cô vài nét ở phần 3. Nếu không có văn chương thì đời sống con người sẽ rất nghèo nàn, khẳng định vai trò của văn nghệ sĩ và ý nghĩa kỳ diệu của văn chương. Như vậy, cô chào chúng ta vừa phân tích xong văn bản ý nghĩa văn chương. Sau đây chúng ta cùng điểm lại nghệ thuật và nội dung của văn bản nhé. Về nghệ thuật, em đã học được thêm gì từ phong cách viết văn nghị luận của Hoài Thanh? Cách vào đề bất ngờ, tự nhiên, hấp dẫn và sinh động. Cách đưa luận cứ theo lối suy tưởng sâu sắc. Cách lập luận vừa có lý lẽ, vừa có cảm xúc và hình ảnh. Cùng quan sát cho cô sơ đồ bài học ngày hôm nay. Văn bản ý nghĩa văn chương. Trong văn bản này, tác giả Hoài Thanh tập trung thể hiện những quan niệm của mình về nguồn gốc, nhiệm vụ và công dụng của văn chương. Nguồn gốc của văn chương là tình thương người và rộng ra là thương cảm muôn vật, muôn loài. Còn nhiệm vụ của văn chương là phản ánh sự sống muôn hình vạn trạng, sáng tạo ra sự sống. Công dụng của văn chương là gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có. Rõ ràng, qua sự phân tích về nguồn gốc nhiệm vụ của văn chương, chúng ta có thể đúc kết rằng đời sống thiếu văn chương sẽ rất nghèo nàn. Văn chương là một cái món ăn tinh thần phong phú không thể thiếu trong đời sống của con người, để giúp con người sống đẹp hơn và hướng tới những giá trị chân, thiện, mỹ. Các em và cô cùng đọc ghi nhớ sách giáo khoa trang 63. Với một lối văn nghị luận vừa có lý lẽ, vừa có cảm xúc và hình ảnh, Hoài Thanh khẳng định nguồn gốc cốt yếu của văn chương là tình cảm, gợi lòng vị tha.
Văn chương là hình ảnh của sự sống muôn hình vạn trạng và sáng tạo ra sự sống, gây những tình cảm không có, luyện những tình cảm sẵn có. Đời sống tinh thần của nhân loại nếu thiếu văn chương thì sẽ rất nghèo nàn. Như vậy, cô trò chúng ta vừa học xong văn bản ý nghĩa văn chương của tác giả Hoài Thanh. Cô có một vài dặn dò với các em. Đầu tiên, về nhà các em xem lại văn bản để nắm vững nội dung và nghệ thuật của văn bản. Chúng ta sẽ làm một bài tập củng cố là các câu hỏi trắc nghiệm, hạn chót nộp bài lúc 10 giờ rưỡi ngày hôm nay. Và một cái bài tập luyện tập về nhà, đó là viết một đoạn văn ngắn khoảng 7 câu, nêu suy nghĩ của em về văn chương qua văn bản trên, và hạn cuối nộp bài là 8:30 ngày hôm sau. Tiết học đã kết thúc. Cô chào và tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau nhé.